Và lúc này thì Igor Frolov đã bắt đầu tăng người, những bàn đạp mạnh mẽ hơn. Chỉ còn 500m nữa thôi. Ở phía trước, phía sau là Rykudov. Igor vẫn cực kỳ mạnh mẽ, và anh đã giành chiến thắng ở đỉnh đèo Hải Vân. Nhưng Viktor Rykudov đã có một chiến thuật đeo bám, phải nói là cực kỳ ấn tượng ở trong chặng đua ngày hôm nay, và anh đã thể hiện được sự toàn diện của mình. Và với Igor Frolov có được lúc này là 15 điểm, thì anh sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách áo chấm đỏ. Và phía sau đó chắc chắn chính là Viktor Rykudov. Và giờ đây thì chúng ta sẽ